Ngắm mấy ngày nữa. Hôm nay chư Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đến tại chùa Ân để cúng dường đặt bát hội đến chư tăng 130 vị. Đồng thời hôm nay chư Phật tử cũng phát tâm trong sạch, phát quà đến bà con nghèo tại chùa Ân khóm 4 phường 8 thành phố Hồ Chí Minh gồm có là 130 phần. Do đó đây là Phật tử đang chuẩn bị đem đồ, những cái thứ sự những cũng như là lễ phẩm. Có ông Triệu đứng gần cũng có nè, chuẩn bị chư tăng sẽ làm chuyển đồ vô, giờ chuẩn bị khoảng chút nữa sẽ phát quà cúng dường đến chư tăng đặt bát hội. Ở đây giờ sư đang quay file YouTube cho đây. Mướp à, phải mướp là dạ. Thuốc không á, có mướp nữa nè, có mít nữa nè, có cam bưởi nữa nè, không? Đây là đồ, đây là những cái gạo mì tôm để phát quà đến bà con tại chùa Ân gồm có 130 phần. Đi giọng á. Quan dạ lên 4 Cái gì được
Cô để đây. Ngồi để chỗ đây đi ba. Chỗ nào ạ? À? Bà đi trước đi, con đi sau. Đi bà đi trước. Con đem vô chưa? Bà đi vô. Đúng một cái nhiều hoang thông cái. Nhiều hoang còn đầu bén á nó. Ê, ở đây nó. Ê, quảng á, dài quảng á. Quảng á. Ô vậy sao các bạn? Nhà mà này. Tu. Không biết là rồi chắc buổi sáng nữa. Chưa không có biết không có định cái này. Có ai báo không? Có hả? Có cũng không. Sao? Đi át 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 đấy ngày nước ban quăng quả át 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 tôi sẽ quay sư tới chiều sư đưa lên YouTube con. Cô vô phát đây, cô vô phát đây. Con chủ phụ bê, không được không bê. Thôi, thôi. Cô vô đó đi cô. Cô đứng vô đó đi. Nè cô. Cô vô đứng vô đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa thì dòng từ tuổi lên đi. Ủa xanh từ đó. Ủa ta thấp ở đây là ổn từ tuổi lên đi. Cái mặt của lệnh này.
Ô, ta chạy, đợi xem con luôn. Chạy. Mấy con, hai con con, tới cho con bao lại đi. Đây, cho tiền mặt luôn. Dạ. À, nhiều đó nữa màu mèo đó. Cảm ơn. Năm, kìa. Quay lại, quay lại. Tinh thần bảo cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn. Sau prong tanya tang lai krok nia.